cởi trói cho san hô Sơn Trà. Bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng là một điểm du lịch thiên nhiên với hệ sinh thái biển phong phú và nguyên sơ, thu hút nhiều du khách từ khắp nơi. Tuy nhiên, sự gia tăng lượng du khách cũng đi kèm với tình trạng ô nhiễm rác thải, gây khó khăn cho việc bảo vệ môi trường biển tại đây. Để cải thiện tình hình, các nỗ lực bảo vệ môi trường đã được triển khai, trong đó có cả việc lặn biển nhặt rác. Nỗ lực bảo vệ môi trường. Một nhóm lặn biển chuyên nghiệp đã tham gia vào việc nhặt rác dưới biển tại bán đảo Sơn Trà. Họ không chỉ đem theo thiết bị lặn mà còn được trang bị đồ nghề như gắp rác và túi chứa rác để tiến hành công việc này. Qua nhiều chuyến lặn với độ sâu từ 3 tháng 12 mét, họ đã thu gom được hơn 200 kg rác thải, chủ yếu là các lưới ma gắn vào san hô và gây hại cho môi trường biển. Thách thức và ý nghĩa. Việc lặn biển nhặt rác không chỉ đòi hỏi kỹ năng lặn mà còn phải chú trọng đến việc bảo vệ môi trường biển, tránh gây hại cho san hô và các loài sinh vật biển. Thành viên trong nhóm lặn đã phải chia nhau công việc, vị trí phù hợp với khả năng lặn của mỗi người, đồng thời luôn duy trì sự quan sát để tránh gây tổn hại đến san hô. Đóng góp cho bảo tồn môi trường. Chuyến lặn nhặt rác tại bán đảo Sơn Trà không chỉ là sự thể hiện của tinh thần bảo vệ môi trường biển mà còn góp phần quan trọng trong việc duy trì cân bằng sinh thái và bảo tồn hệ sinh thái biển đa dạng tại đây. Các hoạt động như này không chỉ tạo ra sự chung tay của cộng đồng mà còn lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường đến với du khách, đẩy mạnh phát triển du lịch bền vững và thúc đẩy ý thức bảo vệ môi trường biển trong cộng đồng địa phương. Nhóm lặn tự do bảo vệ san hô Sơn Trà. Bán đảo Sơn Trà ở Đà Nẵng, một hòn đảo đẹp với hệ sinh thái biển phong phú, đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, đặc biệt là ô nhiễm rác thải ở biển. Nhưng những người yêu biển và quan tâm đến bảo vệ môi trường biển đã hình thành một nhóm lặn tự do tại Đà Nẵng để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ san hô và môi trường biển tại đây. Yêu biển, bảo vệ môi trường. Một số thành viên trong nhóm lặn tự do này đã có nhiều năm sinh sống và làm việc tại Việt Nam, trong đó có chị Rally Lee, người Hàn Quốc. Chị Lee tham gia nhóm với mong muốn bảo vệ san hô tại bán đảo Sơn Trà khỏi tình trạng ô nhiễm và chết chóc do rác thải. Những người trong nhóm không chỉ lặn nhặt rác trên cạn mà còn dám chinh phục đáy biển để thu gom rác thải gắn liền với san hô. Tình yêu biển thăng hoa. Anh Đào Đặng Công Trung, người đã có hơn 10 năm kinh nghiệm lặn biển tại Sơn Trà, là người tiên phong trong việc thu gom rác dưới đáy biển. Để thực hiện nhiệm vụ quan trọng này, anh Trung đã thành lập nhóm lặn tự do mang tên Đà Nẵng Free Diving, tập hợp những người đam mê biển và quan tâm đến bảo vệ môi trường. Nhóm đã thu hút hơn 80 thành viên ở Đà Nẵng và đang ngày càng phát triển. Góp phần bảo vệ san hô. Mục tiêu của nhóm lặn tự do không chỉ dừng lại ở việc thu gom rác thải dưới biển, mà còn tạo ra sự thay đổi trong ý thức bảo vệ môi trường biển. Thông qua việc thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường, nhóm hy vọng sẽ góp phần làm sạch, bảo vệ và duy trì hệ sinh thái biển quý báu tại bán đảo Sơn Trà.